Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì anh đang ở chợ Tân Thành. Mình thấy một cái xe của anh này, anh bán chè, nhìn rất là ngon đây anh chị. Nhìn nhưng mà cái này mình cũng kêu bằng chè đó anh. Ở đây em kêu bằng chè, chè bánh lọt đâu đó anh. Dạ. Có bánh lọt nè. Bánh lọt này có bánh lọt bình thường nè ha. Bánh lọt thường này, bánh lọt thập cẩm. Dạ. Xương xa hạt lựu. Cái này dạng xương xa hạt lựu anh ha. Ủa sao cái này mình làm nó có màu hơi giống như hồng hồng anh hả? Đó là hạt lựu á, là mình làm kiểu hạt lựu á. Dạ. Còn này là sao mỗi lượng, con này nước đường anh hả? Dạ, nước đường mình thắng là năng với bánh lọt. Dạ, anh bán luôn rau câu đây anh chị. Dạ. Anh là tên gì anh? Em là Tình Có. Tình Có hả? Dạ. Anh ở Bến Tre mình luôn hả? Không, quê ở An Giang anh. Ở An Giang. Dạ. Ở An Giang anh qua đây lập nghiệp hay sao anh? Đi qua đây lập nghiệp, qua đây bán từ khi nào nhà trọ ở Mỹ Tho anh. Vậy là từ Mỹ Tho anh chạy qua đây. Dạ. Một ngày mình bán được nhiều không anh? Dạ, cũng một thùng gì anh, thùng chạy nè. Dạ. Chạy trăm bịch gì đó. Dạ. Trăm mấy bịch. Vậy là tính ra là một ngày vậy là mình thu nhập cũng được ha anh hả? Dạ cũng được. Dạ. Một túi như vậy thì mình bán vậy là bao nhiêu tiền anh? Dạ này 6.000 anh. Còn này? Này 10.000. Còn mấy cái này dưới đây cũng 6.000 luôn hả? 6.000. Vậy còn rau câu này anh bán bao nhiêu anh? Cái này rau câu này 25.000. Còn mấy cái tròn này? Cái nhỏ nó 13. Vậy cái này ở nhà thì tự anh làm hả anh? Dạ nhà thì vợ làm đó. Nhìn thấy ngon quá trời luôn á. Rồi gia đình vợ anh làm gì anh? Vợ đi theo đi làm đó anh, đi sang làm đồ rồi cho em bán. Vậy là chị ở nhà rồi làm bánh nhà cho anh bán hả? Dạ. Anh có mấy bé rồi? Dạ, thành 2 bé. Vậy rồi mình đem qua đây luôn hả anh, hay là ở bên đó? Không, đứa lớn ở nhà học anh, đứa nhỏ thì đi theo anh. Anh bên đây đi bán luôn. Dạ. Mà sao mình không đi bán ở bên An Giang cho nó gần anh? Bển chỉ bán chưa thấy không thấy đó. Dạ. Khi nọ anh em cũng có bán nữa. Dạ. Xuống như này bán thì được. Dạ. Dạ bánh ngon. Chị thấy nhìn cái xe của ảnh nè, ảnh bán nhìn rất là hấp dẫn ha. Có sâm bổ lượng, có xương sa hộc lựu nè. Có bánh lọt nữa, có rau câu, nhìn thấy hấp dẫn lắm anh chị. Còn nè, nhìn đủ màu luôn nè, nhưng ảnh trưng bày lên thì nhìn cũng rất là đẹp ha. Có rau câu, rau câu, bánh lọt, sâm bổ lượng. Anh bán cho em cái này một túi ha. Dạ. Cái này một túi. Dạ. Vậy là cái này là nó giống màu, cái này dưới đây là giống anh hả? Cái này là nó có xương xa không, cái này nó có bánh lọt xương xa hạt lựu, nó có nước ngon. Vậy là bán em 2 túi này đi. Dạ. Thôi bán mỗi thứ 2 túi đi anh. Dạ. Xe thì mình bán, mình trưng bày lên đẹp á, thì nhìn nó rất là bắt mắt ha anh chị ha, nhìn hấp dẫn nữa. Rồi anh để đó đi anh ha, hồi xíu em lấy. Dạ. Rau câu, bánh lọt, thấp bổ lượng, đặc biệt thơm ngon. Đây anh bán cũng được lắm anh chị. Rau câu, bánh lọt, đây nè. Đặc biệt thơm ngon. Đi bằng xe gắn máy chở đi. Rau câu, bánh lọt, thấp bổ lượng. Nhìn đây ảnh ướp nước đá bên trong nè anh chị. Nhìn ngon ghê chưa. Rau câu, bánh lọt, thấp bổ lượng. Nhìn mấy món này thì món nào cũng màu sắc đẹp quá trời luôn á. Dạ. Một ngày vậy mình bán được khoảng chừng vài trăm túi không anh? Bánh lọt, được anh. Thấp bổ lượng. Cũng được quá ha. Dạ. Vậy là ở nhà là có hai vợ chồng làm thôi luôn anh hả? Dạ, hai chồng làm. Rau câu. Thấy em thấy làm nhiều về làm sể không anh? Cũng cần lắm anh. Dạ. Cột đường này kia nọ được cần lắm. Dạ. Vậy là tính ra là mình bán như vậy thì thu nhập cũng đỡ anh ha? Dạ, cũng hai chồng cũng sống sống được. Dạ. Vậy thì anh bán ở chợ Tân Thành này không, hay là mình có bán ở chợ nào khác không anh? Nhiều điểm lắm anh. Ở dạ. Đầu mối, khi đi nghe Tiên Thủy. Tiên Thủy luôn? Dạ. Vậy đi xa quá ha. Trồng tre, trồng trôm rồi đó. Vậy là mỗi lần đi xa quá. Vậy là cũng như là anh cố định một ngày anh đi bán một điểm, hay là một thùng gì anh chạy đi nhiều điểm? Dạ, một ngày nhiều một điểm. Như chợ này, chợ Lạc Hồng. Chợ Lạc Hồng nữa. Đây nữa.
Ở Bến Tre thì em thấy thì người ta bán sinh sa hột lựu này cũng rất là nhiều, nhưng mà cái của anh trang trí, anh bài trí nó đẹp nè. Dạ, nhìn thấy hấp dẫn. Dạ, nên là nhìn thấy ngon. Anh nói thì từ ở An Giang qua đó anh chị, mà mình qua bên đây mình bán sinh sa hột lựu luôn. Sinh sa hột lựu, rau câu, sâm bổ lượng nữa. Nhìn thấy cũng ngon lắm. Em thì cũng mua mấy túi về để mà cho mấy nhỏ nó ăn. Vậy là anh đi qua Bến Tre này bao lâu rồi anh? Năm mấy rồi anh? À, vậy là anh ở bên đây năm mấy rồi? Dạ. Ủa sao em ở Bến Tre này thường xuyên lắm, ít khi nào thấy gặp anh nha. Cũng như bán thoảng mà cũng thấy bán ở Đầu Mối đó, cũng thấy. Dạ. Cũng có mà đi quay chợ đó nữa, cũng thấy nữa. Cũng à thấy à, vậy mà bữa hôm nay không thấy anh. Dạ. Dạ, phải thấy em cũng mua về cho mấy nhỏ nó ăn. Dạ. Dạ. Như vậy là anh bán ở chợ này tới chừng 9-10 giờ anh hả? Có bắt đầu mình chạy đi nữa. Dạ, chút xíu tính chút rồi chạy đi lại chợ Lạc Hồng. À. Chợ Lạc Hồng chút. Dạ. Dạ rồi anh cái đó là của em là bao nhiêu tiền anh ha? Dạ 24 ngàn. Dạ, dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Em cũng mua vài túi về để cho mấy đứa nhỏ nó ăn. À vậy là bây giờ bắt đầu là anh đi điểm khác. Dạ. À. Dạ. Anh chị nào Bến Tre thì mình ủng hộ cho anh có nha. Anh cái xe của anh bán nhìn rất là đẹp nè anh chị. Anh chị thấy không, nhìn rau câu và sinh sa hột lựu á, nhìn rất là hấp dẫn ha. Anh chị nào Bến Tre thì mình ghé ủng hộ cho anh nha. Dạ rồi anh đi ha. Em chúc anh hôm nay bán đắt về sớm nha anh nha. Cảm ơn. Dạ. Có thì cũng từ An Giang qua. À, bánh lọt này thì của vợ chồng anh ở nhà tự làm, rồi mình cũng bán ở Bến Tre luôn anh chị. Một túi thì chỉ có 6.000 thôi, cũng rẻ chứ không mắc. Em cũng mua 4 túi về cho mấy nhỏ ăn. Anh chị thấy buổi sáng thì chợ Tân Thành cũng rất là nhộn nhịp ha, cũng không thua gì ở dưới chợ Bến Tre mình đâu anh chị. Ở trên đây chợ cũng lớn lắm. Bà con buổi sáng ta đi chợ nhộn nhịp nè. Còn anh chị thấy rau củ và trái cây người ta trưng bày lên cũng đẹp mắt nữa. Em đi ra tới đây là ra đến đại lộ Đồng Khởi rồi đây. Ở ngã tư trước đây là cũng có cái đường ở bên tay phải em lên đây anh chị. Mình sẽ đi vào bên chợ chùa được nè. Tại vì cái hướng mà ngay chợ chùa là nó hơi bị khúc một, giống như là nó không có con đường đi vào đó. Còn đây thì có ngã tư thì nó sẽ tiện hơn nè. Đây thì có ngã tư. Cái tên chợ chùa là như là ở khu vực đây người ta cũng là gọi là chợ chùa đó anh chị, người ta gọi cũng quen rồi đó. Nhưng mà còn cái tên chính thức nó là chợ Tân Thành ha. Em thì lâu lâu nhiều khi em cũng hay gọi là chợ chùa. Lúc này buổi sáng thì ở Bến Tre thì trời hơi ui vậy nè, nhưng mà trưa thì bắt đầu là cũng có nắng. Lúc này Bến Tre thì ít có mưa lắm. Ở ngoài miền Trung thì bây giờ mưa bão đồ dữ lắm anh chị. Bến Tre thì cũng đỡ ha. Bên tay phải em bên đây là trường Nguyễn Đình Chiểu đây. Giờ này là các em cũng còn đang vào học bên trong.
sáng hôm nay thì em cũng vào chợ Tân Thành để mình cũng chia sẻ cảnh nhộn nhịp buổi sáng của bà con ở Bến Tre mình đi chợ buổi sáng nè, và cảnh tiểu thương người ta buôn bán cũng rất là vui, nhìn rất là rộn ràng anh chị. Nhiều khi mình đi ra chợ, mình uống một ly cà phê, mình nhìn đường phố, bà con đi chợ đồ cũng rất là vui. Em thì đặc biệt em cũng rất là thích đi chợ anh chị. Mình vô mình thấy các gian hàng bánh rồi đó, nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn. Đây là ngã tư Phú Khương. Bên kia là Thế Giới Di Động nè. Ở mặt tiền thì anh chị thấy người ta buôn bán cũng rất là nhiều, các shop quần áo nè, các điểm bán xe, hoặc là người ta bày bán mấy cái mặt hàng kim khí điện máy rồi đó anh chị, hoặc là điện thoại di động rồi đó, nhiều lắm. Đây là một cái tiệm bán xe nữa nè, xe Nguyễn Hoàng nè. Dọc dọc ở đây thì các tiệm bán xe rất là nhiều anh chị. Quá trời xe luôn ha. Này của Quỳnh Thành. Đây có quán cà phê dọc ngoài lề đường nè anh chị. Các quán dọc lề đường như vậy bây giờ người ta bán được lắm. Chứ còn các quán sân vườn thì bây giờ bán không bằng đâu anh chị. Tại vì người ta ngồi ở ngoài lề đường vậy cảm giác nó người ta thích hơn. Giống như là mình ngồi mình nhìn đường phố rồi đó, sẽ cảm giác nó sẽ thích hơn ha. Bùn binh phía trước đây là gọi là bùn binh Đông Tây, đây là đây đó anh chị. Ở trong mấy cái khúc bên trong gì nè, buổi tối thì nhộn nhịp lắm, người ta bán cà phê nè, bán các quán ăn nhẹ nhẹ vậy đó, đông đúc và nhộn nhịp lắm. Ở bên kia thì rất nhiều các quán cà phê, đa phần là bây giờ là người ta ngồi ở ngoài dọc ngoài hành lang ngoài lề đường vậy nè anh chị. Đây là đầu ngã ba tháp đây anh chị, đây là công viên Bến Tre. Em đến đây thì video của em sẽ kết thúc tại đây nha.